Đầu tiên chúng ta sẽ mở phần mềm. Lúc này chúng ta ở đây thì chúng ta đang sử dụng cho một cái dữ liệu nào đấy. Nhưng mà ở đây thì chúng tôi chưa có để sẵn một cái dữ liệu nào cả, nên là tôi sẽ tạo một cái dữ liệu mới để dùng cho kế toán xây dựng ở thông tư 133. Chúng ta tạo một cái dữ liệu mới. Đồng ý. Ở đây chúng ta sẽ ghi là kế toán xây dựng thông tư 133. Cái này phân biệt sau này chúng ta sẽ có nhiều cái bộ dữ liệu mới thì chúng ta sẽ ví dụ như tôi sẽ làm xây dựng theo thông tư 200 chẳng hạn, đúng không? Ở đây nhá, chúng ta chọn thông tư 133 là đơn vị có hoạt động sản xuất, tức là lĩnh vực xây dựng sản xuất sản phẩm. Ở đây chúng ta chọn ngày bắt đầu hạch toán là 2020 mùng 1 tháng 1. Ở đây chúng ta áp dụng phương pháp thuế được khấu trừ. Đây, chúng ta chọn thực hiện. Xong, chúng ta vào tệp mở dữ liệu. Ở đây chúng ta chọn kế toán xây dựng thông tư 133, chúng ta chọn đồng ý. Việc đầu tiên chúng tôi muốn nói qua cho các bạn là đầu tiên tôi sẽ nói qua cái mô hình Office đây, đúng không? Tôi sẽ mở Word ra để điều chỉnh một tí. Rồi. Mô hình của thông tư 133 ở đây nhá. Thì các bạn lưu ý này. Chọn cỡ chữ là 24 đi. Đây, đây. Công ty xây dựng áp dụng TT133. Đầu tiên mô hình các bạn lưu ý này, thứ nhất về thu chi tiền. Ở trong cái thu chi tiền này thì có cái phần chi rất là quan trọng, chi tiền. Thì ở đây thường là chúng ta chi tiền này, chi tiền cho các dịch vụ mà mua không sử dụng. Chi tiền có các dịch vụ mà mua không sử dụng vào các hình thức như nhập kho, đây gọi là nhập mua đấy, có nghĩa là những cái dịch vụ mình mua ngoài mình có thể không liên quan đến hàng hóa vật tư, không liên quan đến vật tư nguyên vật liệu mà chúng ta mua và đưa vào luôn. Thì chúng ta lưu ý này, khi chi phải xác định được chi phí nào là của sản xuất thi công, rồi chi phí nào là của quản lý đấy, rồi trả trước. Đấy. Điều này giúp các bạn là đối với cái chi phí này này, cái chi phí này này là đối với chi phí thi công công trình. Thì có một cái điều đặc biệt là các bạn lưu ý này, phải xác định được chi phí nào của công trình nào. Dĩ nhiên ở đây ấy là các chi phí phí không phân biệt được. Thì chúng ta làm gì? Chúng ta hạch toán vào vào khoản mục chi phí chung để sau đến cuối kỳ kế toán phân bổ. Rồi, đấy, đấy là đối với các cái chi phí nhá. Cái phiếu chi. Bây giờ thế này. Liên quan đến nhập mua hàng. Nhập mua nguyên vật liệu. Nhập mua nguyên vật liệu thì các bạn phân biệt luôn cho mình là
phân biệt được nguyên vật liệu của công trình nào. Điều này rất quan trọng tại vì cái nguyên vật liệu này nó là có thể là các bạn dùng cái chi phí này để làm tiêu thức phân bổ các cái chi phí còn lại. Phân biệt được nguyên vật liệu của công trình nào trong quá trình nhập kho thì các bạn hạch toán luôn vào công trình. Sau đấy mình làm gì? Áp dụng chức năng xuất thẳng, tức là mở phiếu xuất, chạy chức năng xuất theo phiếu nhập để xuất cho công trình. Cái này thì dễ rồi, cái này thì chỉ cần ấn nút kích chuột vào là nó chạy ra hết cho các bạn luôn, xuất đúng giá trị, đúng rồi, theo công trình luôn. Hai nữa là có một số các nguyên vật liệu dùng chung. Có một số nguyên vật liệu dùng chung, các bạn lưu ý nha. Ví dụ như các cái hóa chất mua về nhưng mà mình để vào đấy. Ví dụ như hóa chất khi người ta đổ bê tông các công trình thì người ta thường có cái phụ gia để làm sao bê tông đông cứng nhanh hơn. Thế thì có thể là dùng chưa hết thì sang dùng các công trình khác, thì chúng ta có thể căn cứ vào nguyên vật liệu để phân bổ. Các cái nguyên vật liệu dùng chung chúng ta nên hạch toán khi xuất kho cho vào chi phí chung. Chi phí chung, nếu bạn nào cảm thấy không yên tâm, bảo tại sao lại cho vào chi phí chung, không yên tâm, có thể hạch toán vào chi phí nguyên vật liệu. Dĩ nhiên cái này là thường nó không đúng, tại vì cái nguyên vật liệu có nghĩa là người ta nói rằng là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, có nghĩa là thường là nó cụ thể. Chi phí nguyên vật liệu bỏ trống đối tượng mã công trình để sau này phân bổ. Nguyên vật liệu, hạch toán vào nguyên vật liệu chúng ta vẫn phân bổ bình thường, chứ chứ đối với phần mềm ấy thì có khi là nguyên vật liệu không phân bổ được, nhưng mà ở đây chúng ta vẫn phân bổ bình thường nhá. Phân bổ dựa vào tiêu thức là nguyên vật liệu trực tiếp rồi đấy. Chỗ này có vẻ hơi trừu tượng, có thể một số người bạn là không rõ, nhưng mà đến lúc chúng ta sẽ vào rồi đối với nguyên vật liệu nhá. Chúng ta phải làm sao để tách được theo từng công trình càng nhiều càng tốt, tách hết bằng hết thôi. Còn cái chi phí nguyên vật liệu dùng chung này thường là những cái rất là nhỏ, chúng ta có thể đưa vào chi phí chung để sau này phân bổ. Tiếp theo này, hạch toán liên quan đến chi phí nhân công trực tiếp. Cái nhân công này các bạn cố gắng phân biệt luôn được các công trình là tốt nhất. Thường ấy thì cái nhân công này thì chúng ta phân biệt luôn ở cái thông tư 200 ấy thì chúng ta sẽ hạch toán vào tài khoản 622, nhưng mà ở thông tư 133 thì chúng ta hạch toán vào 154, và ở 154 thì chúng ta sẽ chọn cái mã khoản mục chi phí, nó là chi phí nhân công trực tiếp. Trong trường hợp đối với một số những người mà cũng là công nhân nhân công trực tiếp, nhưng mà họ là quản lý, gọi là quản lý phân xưởng, quản lý các công trình, quản lý các công nhân các công trình thì cũng coi là công nhân, nhưng mà những cái chi phí đấy gọi là nhân công trực tiếp, những cái người đấy thì có thể họ làm ở nhiều công trình khác nhau và chúng ta cũng không phân biệt được là người đấy là có cái phần lương là ở cái công trình nào, thì chúng ta vẫn có thể hạch toán vào tài khoản chi phí chung là 627 cho thông tư 200 và 154 cho thông tư 133, và đưa vào khoản mục chi phí là khoản mục chi phí chung để chúng ta phân bổ.
À, đối với công trình thì chúng ta lưu ý một số cái như thế. Còn tất cả những cái chi phí còn lại như khấu hao máy móc thiết bị, rồi là khấu hao máy móc thiết bị, rồi là chi phí chi phí máy thi công chẳng hạn, các bạn có thể áp dụng cái hình thức là theo ca để phân biệt từng công trình. Thường thì chúng ta sẽ sử dụng luôn những cái cách phân biệt phân tích để làm sao chúng ta có số liệu trước khi đưa vào phần mềm thì nó dễ dàng hơn, mà chúng ta sẽ nhớ được lâu, và khi các cái cơ quan chức năng đến kiểm tra thì chúng ta có thể giải trình. Cái tiếp theo mà tôi muốn nói ở đây là cái phần tài khoản. Thì ở đây chúng ta vào khai báo hệ thống tài khoản. Đây là tôi đang nói về phần tổng hợp, tổng quát cho một công ty kinh doanh lĩnh vực xây lắp, thi công công trình, tư vấn giám sát, thiết kế, áp dụng thông tư 133, cách thức để chúng ta có thể làm phần mềm. Tiếp theo, chúng ta nhìn ở đây là có tài khoản 154. Chúng ta kích đúp vào tài khoản 154. Điều quan trọng của chúng ta ở đây là chúng ta khi hạch toán tài khoản 154 nó liên quan đến hai cái. Thứ nhất là khoản mục chi phí, và thứ hai là đối tượng tập hợp chi phí. Thứ nhất là khoản mục chi phí, hai đối tượng tập hợp chi phí. Nhưng mà nếu như các bạn tích vào đây ấy, thì khi nào hạch toán mà thiếu những cái đối tượng này, nó sẽ hỏi các bạn và không cho lưu số liệu lại, không cho lưu chứng từ. Như vậy ở đây chúng ta sử dụng khoản mục chi phí. Tức là khi chúng ta hạch toán vào tài khoản 154 thì bắt buộc chúng ta sẽ phải có khoản mục chi phí, còn không có khoản mục chi phí thì phần mềm sẽ không cho các bạn lưu chứng từ. Đấy. Điều tiếp theo này, tại sao chúng ta không chọn đối tượng tập hợp chi phí? Tại vì áp dụng thông tư 133 chúng ta chỉ hạch toán vào tài khoản 154. Và khi hạch toán vào tài khoản 154 thì các bạn lưu ý là cái đối tượng này này. Cái đối tượng tập hợp chi phí mà các bạn làm ở đây ấy, là cái đối tượng này, nó có những lúc chúng ta chọn nhưng có những lúc chúng ta bỏ trống. Đối tượng tập hợp chi phí này chính là các cái mã công trình, các cái công trình chúng ta thi công. Thế nên là có những lúc mà chúng ta hạch toán 154 nhưng mà khoản mục chi phí là khoản mục chi phí chung thì chúng ta sẽ bỏ trống đối tượng tập hợp chi phí. Nhưng mà khi hạch toán liên quan đến các cái phiếu xuất xuất kho, liên quan đến nguyên vật liệu, chúng ta chọn đối tượng tập hợp chi phí. Nhưng mà nếu mà chúng ta bỏ vào đây hết thì đương nhiên khi hạch toán kể cả chi phí chung gì, nó bắt các bạn phải chọn đối tượng là công trình nào. Thế nên chúng ta chỉ cần chọn là khoản mục chi phí. Cái thứ hai, đối với các doanh nghiệp nhỏ không cần dùng đến những mức mà khó khăn quá, các bạn kích vào tài khoản 154, chúng ta bỏ cái nhân viên chọn khách hàng nhà cung cấp đi. Vì đằng nào khi chúng ta khai báo nhân viên thì nó cũng chạy vào trong khách hàng nhà cung cấp thôi. Rồi, một số các tài khoản là như thế. Ở đây các tài khoản này các bạn để nguyên hết nhé, không cần phải 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 thay đổi gì nữa. Đấy là đối với hệ thống tài khoản. Các danh mục lưu ý ở trong doanh nghiệp áp dụng thông tư 133 cho công ty xây lắp, tư vấn giám sát, thiết kế, các bạn chọn thứ nhất là kho hàng. Cái kho này ấy, là cái kho dùng để nhập nguyên vật liệu, xuất nguyên vật liệu. Thường thì chúng ta sẽ hiểu một cách là đối với các cái việc thi công công trình ấy, thường là nhập xuất tại chân công trình. Khi mà nhập xuất tại chân công trình thì các bạn biết là chúng ta cũng mở là mỗi công trình một kho, và chúng ta nhập là chúng ta nhập về kho đấy. Đương nhiên, tại sao tôi lại nói là có rất nhiều bạn bảo là mình làm công trình nhưng mà mình không có thi công cái mình không có theo dõi nhập xuất tồn, mình cứ mua nguyên vật liệu về xuất thẳng vào công trình dùng hết luôn. Thế các bạn nhầm. Ở chỗ này các bạn nên có tổng hợp nhập xuất tồn, tại vì thế này, việc thao tác trên phần mềm nó cũng dễ, các bạn chỉ cần làm phiếu nhập thôi, còn xuất nó tự động đấy. Thế thì các bạn tội gì mà không theo dõi nhập xuất tồn? Theo dõi nhập xuất tồn nhằm phục vụ mục đích gì? Thứ nhất, mình kiểm soát được nguyên vật liệu. Cái thứ hai là khi các cơ quan chức năng đến thanh tra kiểm tra, rồi kiểm tra chi phí của công trình, chúng ta in được cái bảng tổng hợp nguyên vật liệu cho công trình nào, đúng không? Nó cụ thể. Vì vậy ở đây đối với kho, chúng ta sẽ bỏ hết những cái kho này đi, xóa hết đấy, ví dụ xóa hết nhá. Xong rồi chúng ta mở mỗi một công trình một kho, ví dụ kho công trình 1
ghi là công trình Láng Hòa Lạc chẳng hạn, ví dụ thế, đúng không? Cái thứ hai là vật tư hàng hóa. Vật tư hàng hóa chính là hàng vật tư này, hàng nước nguyên vật liệu. Chúng ta ở đây chúng ta chỉ là thêm mới, và khi chúng ta làm cái này ấy, chúng ta khai báo cái này rất là bình thường. Nhưng mà có những cái điều quan trọng là ở đây trong cái tài khoản này là tài khoản giá vốn, chúng ta phải chọn 154 và tài khoản kho là 152. Phương pháp tính giá vốn thì tùy các bạn, chọn cũng được, không chọn cũng được. Không chọn thì đằng nào xuất đối với công trình thì nó cũng 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 đích danh thôi. Nhưng mà nếu các bạn chọn là bình quân cuối kỳ thì có một số các cái vật tư mà các bạn không sử dụng cái phương xuất đích danh cho công trình, mà các bạn lưu thông ở đâu đấy mà không liên quan đến công trình thì các bạn vẫn có thể chạy chức năng tính giá bình quân. Còn những cái xuất cho công trình thì khi mà đã xuất cho công trình thì nó tự động nó lấy luôn giá vốn mà các bạn không phải tính. Tiếp theo, danh mục tiếp theo là cái danh mục công cụ dụng cụ. Danh mục công cụ dụng cụ ở đây thì các bạn nhớ là các bạn khai báo danh mục giống như vật tư hàng hóa thôi, không có vấn đề gì cả. Tài sản cố định, tài sản cố định đây thì có một cái khai báo mà nó hơi phức tạp hơn tí, là liên quan đến thời gian khấu hao, rồi ngày khấu hao, rồi là nguyên giá gì đấy, là giá trị đã còn, là giá trị còn lại gì đấy. Các bạn sẽ được chi tiết ở trong từng video một, từng phần hướng dẫn một. Có một cái gì, danh mục nữa là danh mục tài khoản ngân hàng. Cái này rất là quan trọng. Ở đây chúng ta không không có mở tài khoản một một hai ra nhiều ngân hàng ở đây, mà chúng ta sẽ quản lý nó bằng tài khoản ngân hàng. Tại vì các bạn nhìn thấy khi chúng ta kích đúp vào tài khoản 1121 thì ở đây có cái chữ tài khoản ngân hàng, các bạn nhìn thấy không? Nó theo dõi theo tài khoản ngân hàng. Và nếu các bạn hạch toán mà không có tài khoản ngân hàng, ví dụ các bạn hạch toán một cái ỷ niệm chi thì nó phải hỏi là chi từ tài khoản nào ra. Đấy, thì ở đây chúng ta sẽ khai báo cái tài khoản ngân hàng này. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi đến một cái khoản mục là khoản mục chi phí, là cái danh mục này nó rất quan trọng. Cái khoản mục chi phí này này, các bạn lưu ý là nó sử dụng cho doanh nghiệp sản xuất sản phẩm và thi công công trình. Danh mục này các bạn mở ra thì nó cũng, các bạn cứ vào đây các bạn thấy cần cái gì các bạn cứ mở ra, nhưng thực tế khi các bạn mở ra thì nó không lên báo cáo, nó không xuất hiện trong báo cáo, vì cái này đã được ngầm định là các cái mã của hệ thống, và chỉ khi các bạn chọn đúng cái mã này thì nó mới lên bảng giá thành. Còn các bạn mở ra ví dụ bây giờ tôi cần theo dõi chi phí nào đấy khác thì nó sẽ lên báo cáo, nhưng nó lên ở cái báo cáo liên quan đến khoản mục phí, chứ nó không lên ở phần giá thành. Phần giá thành nó chỉ lên những cái đối với công trình thì có máy thi công này, nhân công trực tiếp này, nguyên liệu trực tiếp, chi phí chung và thầu phụ. Ở đây có một cái thầu phụ thì các bạn hãy lưu ý là thầu phụ là gì. Thầu phụ có nghĩa là khi mà chúng ta nhận thi công một công trình nhưng mà có những phần chúng ta không làm được mà chúng ta phải thuê đối công ty khác hoặc ai đó đứng đại diện để làm, và họ xuất cho mình một cái hóa đơn. Cái hóa đơn đấy các bạn đưa thẳng 154 qua 1331 và chúng ta gọi nó là thầu phụ, tại vì tất cả những cái chi phí gì của họ họ tự làm, đúng không? Nguyên vật liệu của họ lo rất thật, mình chỉ biết là họ làm cho mình phần đấy, ví dụ phần móng họ làm phần móng xong cho mình, họ xuất cho mình một cái hóa đơn, mình trả tiền cho người ta, thế là xong. Tiếp theo, đối tượng tập hợp chi phí. Các bạn lưu ý này, ở trên này có một cái danh mục thành phẩm. Thành phẩm này nó chỉ dùng cho những doanh nghiệp gì, cho những doanh nghiệp sản xuất sản phẩm nhé, không dùng cho công trình. Công trình chúng ta dùng đối tượng tập hợp chi phí. Còn cái phần liên quan đến doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thì tôi sẽ có bộ video hướng dẫn riêng. Ở đây chúng ta thêm mới một cái công trình đấy, chúng ta chọn đây là công trình vụ việc đấy, mã đặt tên vào xong. Đấy, đấy là toàn bộ lưu ý liên quan đến phần khai báo danh mục và cái tổng hợp ban đầu của cái doanh nghiệp kinh doanh xây lắp áp dụng theo thông tư 133. Ở đây chúng ta nhìn thấy này, trong cái khai báo số dư ban đầu này có cái phần số dư tài khoản liên quan đến cái tài khoản 154. Chúng ta phải biết là 154 đầu kỳ là phải của công trình nào bao nhiêu nhá. Chúng ta không mở tài khoản 154 ra thành nguyên vật liệu này,
Rồi là 1 năm thứ 2 là nhân công, 1 năm thứ 3 là máy thi công, 1 năm thứ 4 là chi phí sản xuất chung. Chúng ta không mở như thế, tại vì khi các bạn đã mở ra như thế rồi, cuối kỳ các bạn kết chuyển thì để cái gì lại, đúng không? Công trình đang dở dang thì nó dở dang rất nhiều thứ trong đấy, trong một gò một một cái công trình đang dở dang như thế, ví dụ phần móng đang dở dang, thì làm sao có thể biết được là chi phí ở trong đấy là nguyên vật liệu bao nhiêu, nhân công bao nhiêu, chi phí chung bao nhiêu. Thế nên là chúng ta để tổng và dư của công trình nào khi mà chúng ta cần thì chúng ta in bảng giá thành ra thì có phân tích trong kỳ là bao nhiêu. Đấy. Trong này có một cái lưu ý, khi tôi sẽ đi vào chi tiết cụ thể thì tôi sẽ nói cụ thể từng, nhưng mà các bạn lưu ý ở trong cái phần này này, kho này này. Cái phần xuất kho này, cái phiếu xuất kho này nó có một cái chức năng rất quan trọng. Chức năng quan trọng để các bạn có thể làm cụ thể được như này. Các bạn xuất cho cái phiếu nhập nào, chúng ta có một cái chức năng là xuất theo phiếu nhập. Cái này rất hay cho công trình. Chúng ta chọn phiếu nhập, ấn nút phát là xong, kích chuột phát là xong luôn. Không phải làm cái gì cả. Đấy là tổng hợp toàn bộ về cái phần tổng quan về phần mềm sẽ áp dụng, mà cách thức các bạn làm ban đầu là sẽ áp dụng cho doanh nghiệp thi công công trình nhá. Thế tôi sẽ hướng dẫn từng video chi tiết sau, mong các bạn đón đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại.